ra nè. Đó, người đó không? Đàn này là hôm qua là mình đi là ăn ra bay ra bay vô rất là nhiều ạ. Đó thì khu vực này thì mình tính sơ sơ thì ở đây có chục đàn, nhưng mà mình lấy một số lượng nào đó thôi. Còn một số lượng nữa mình để lại là để dành cho em nó chia đàn vào mùa sơ nha anh em. Đó, mình không lấy hết được. Nên là mình lấy một số trụ thôi, trụ nào đông đông mình lấy một vài trụ thôi anh em ạ. Đây. Số lượng vuông mã vừa vô lông não xong vừa đầu là em nó tú ra nè. Còn cột bên kia thì nó chỉ lác đác một vài con ra thì được. Đàn này chắc là ít. Đó, có khả năng là đàn này nếu như nó ra thì mình chỉ nhặt chung hai đàn này lại luôn nha mọi người. Đó. Mình giờ mình tiếp tục mình đi lo phối những trụ khác ạ. Ok thì tiếp tục mình sẽ đi quay lại ở cái tập tiếp theo là mình sẽ quay cho mọi người xem là những đàn em mình đã vô lông não nó sẽ ra như thế nào nha anh em. Và số lượng vuông nó như thế nào nha anh em. Thì ở đây thì cục mình quay ngược lại thì cục này là cục bò cuối cùng, mà bây giờ là mình quay lại là cục này thành được cục đầu tiên nha mọi người. Đây hiện tại là số vuông nó đang ra khỏi cửa tổ đây. Đó. Mọi người có thể thấy là đàn em của chúng ta tập hợp ở ngoài là khá là đông rồi nha mọi người. Thì ở đây thì mình chỉ dùng là duy nhất là mới có lông não thôi nha, chưa có dùng khối khí gì luôn, mà vẫn thì hiện tại thì ở đây thì vẫn có chưa có thấy là chú chiếc gì luôn nha mọi người. Thì mình sẽ tiếp tục quay tiếp những đàn tiếp theo cho mọi người xem số lượng vuông nó ra như thế nào, rồi bắt đầu mình chỉ bắt đầu mới đi thu hoạch sơn nha mọi người. Số lượng vuông cũng ra đó. Đây nha anh em, hiện tại thì mình mới có vừa đáp xe qua bên mấy đường thôi, nhưng mà anh em nhìn kỹ nè. Đó, sau khi mình vô lông não thì bây giờ đàn em của chúng ta nè túa ra rất là nhiều rồi á. Bây giờ bắt đầu mình vô mình quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Đó là trụ tiếp theo. Là ở dưới kia là một trụ rồi, bây giờ quay lại trụ này là trụ thứ hai nha mọi người. Đó, đây là ở cái tập số 2. Thì mọi người đón xem là nó hình như mình chỉ chia ra từng tập 1 nha mọi người. Bắt tổng thể những đàn luôn. Mình đi là trên con đường này là gặp bao nhiêu đàn là mình sẽ bắt bao nhiêu đàn. Đó, đây mọi người xem này, đàn em của mình chúng ta đã ra rồi nè. Đó. Số lượng vuông cũng khá là ok mọi người ạ. So với đàn bên kia thì cũng không có thu kém gì nha mọi người. Ở đây nó tạo hai nhóm. Thì mình đợi em nó tạo lại một nhóm rồi bắt đầu mình chú chiếc nó ra rồi là mình sẽ bắt đầu mình thu hoạch nha mọi người. Đó. Thì mình sẽ kết thúc tại chỗ cái đàn này tại chỗ đây. Mình sẽ tiếp tục đi tiếp những đàn mình vỏ lông não lúc trước nha mọi người. Rồi mình sẽ quay hết lại cho mọi người xem. Đó. Số lượng vuông ra rất là ok luôn. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi thu hoạch cái đàn em này lại nha mọi người. Đây là ở cái bát 3 nha mọi người. Là tập 3 đó. Thì bây giờ bắt đầu là thu hoạch, đây sẽ kiếm chú được luôn và gom vuông lại luôn nha mọi người. Đó, thì ở đây bắt đầu mình chuẩn bị sẵn ở đây một cây nón. Thì là mình kiếm một coi nữa, mình tránh vô ở đâu mình sẽ thu hoạch mình kiếm chú luôn nha mọi người. Mình theo nón nha mọi người. Đó, mình theo nón ra và đâu mình sẽ kiếm chúa này. Đó. Thì ở đây bây giờ thì bắt ba thì nó sẽ xuất hiện cái mình sẽ có nha. Để cho quân nó hiền. Giờ đâu mình kiếm cái chúa. Mình lấy cái thằng chúa nè. Nằm xuống đây nha mọi người.
Dạ, vừa chín chúa mình vừa hấu luôn lên nấu luôn mọi người. Đó xong nha. Đây vậy. Sao nó dễ kiếm số lượng như này khó. Hớt chân số người lên nói rồi đó là nói thì tự động nói treo lên rồi. Nó bắt đầu lên nón một số rồi mọi người. Một số em nó bu rồi, con mắt khó chịu quá, khó được. Chết, nghe con mắt có bu. Ok thì sau khi mình kiếm được chúa mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Ok thì bây giờ anh em thấy sau khi mình vớt ý keo nó lên nón rồi, bây giờ ở đâu em nó đầu từ đầu nó bò lên nha mọi người. Đó, giờ ở đầu em bắt đầu từ đây là em sẽ tiến hành nó đầu bò vào nón. Bò theo những con em lúc đầu vào nón mọi người. Đó, thì ở đây thì vẫn chưa kiếm ra chúa. Thì trong lúc nó vừa bò như này á thì mình vừa kiếm nha mọi người. Có khả năng thì chúa nó cho mình suy nghĩ nó có hai khả năng, một là chúa nó ra ngoài nó bị say lông não á, nó sẽ bị đậu đâu trên coi nào đó nó chưa có về, nhất thứ hai á con chúa nó còn nằm ở trong trụ, hoặc là con chúa là con rất là khôn đó, thường thường là nó sẽ đến cuối cùng của đàn em đó. Mọi người thấy cái cánh em nó lên nón đẹp không? Ok mọi người nha, đây là con chúa nè mọi người, đây mình đã bắt xem con chúa rồi đây. Thì em này nó cũng ít không có đông mọi người à. Chắc mình chỉ tìm cách nhập một hai đèn nào nữa lại cho nó đông mọi người à. Đây thì mình bỏ vô cái rọ này thôi. Cái đầu mình treo vào lại trong nón mọi người. Rồi cái đầu mình mát cho nó thôi. Đây là đàn đầu tiên mình đã thu hoạch xong nha mọi người. Giờ bắt đầu mình tìm cách mình đi nhập bách tiếp các đàn ha. Đây này nha mọi người, mọi người xem cho kỹ nè. Em đúng không kính người cameraman luôn mọi người ạ. Đây nó bay ra cái là nó bay vô đó luôn đó, vừa nó đậu đó luôn, giờ chắc đi mày luôn mọi người. Ok giờ đầu mình chịu khó để cho nó tán ra khỏi người nha mọi người. Nó bu vô trong áo luôn. Cái này nữa nhớ không lầm là nó có chú ăn tầm ăn chứ không cho về trước rồi anh em có thể nhìn thấy rõ không, nó bu hết nó hiếm mình luôn đó. Mình chạy ra đường rồi mà nó còn bu luôn đó người đó. Ok sau khi mình xịt khói thì em nó là treo nón thì em nó lại tù lại nón rồi nha mọi người. Rồi
một số lượng cũng nhỏ nhỏ thôi người ạ. À. Chứ cũng chưa có đông mới. Thì số lượng tụ trong nón này thì mình thấy là có khả năng là có chúa anh em ạ. À. Thì cameraman thì để bị nó bu vào người nhiều quá cho nên là phải đi ra ngoài rồi người. Giờ bắt đầu ở trong này thì một mình sẽ tiến hành xịt khối và cho em nó ra. Mình thu cái đàn này luôn mọi người ạ. Khi mình kiểm tra thì đàn này nó cho mình kiểm tra nãy giờ thì đàn này nó chưa có chúa mọi người ạ. Thì bây giờ lượng quân nó ít quá. Thì bây giờ mình chỉ tiến hành mình nhập chung với cái đàn nhập lại với cái đàn lúc nãy mình đã bắt được. Đây, mình đã đem qua rồi đây. Thì bây giờ bắt đầu mình dùng khối mình xịt ra và mình nhập hai đàn lại nha mọi người. Thì có khả năng là bây giờ là mình nhập thôi chứ còn bây giờ chúa nó chưa có ra hoặc là nó đi nó bay ra mất tiêu, giờ là thành ra là mình bắt buộc mình phải nhập thôi mọi người ạ. Đây bên đây là mình chuẩn bị sẵn với mình xịt khối rồi mọi người. Giờ đầu mình tháo cái đàn cũng ra đàn có chúa đây. Đàn này là đàn này là đã có chúa nha. Bây giờ đầu mình tháo ra, đầu mình nhập cái đàn kia lại luôn. Cho hai đàn nó nhập một lại luôn mọi người. Được rồi đó, thì khó chứ nó quấn nhau, bắt đầu quấn nhau rồi kìa. Quấn nhau rồi, khó rồi đó. Đó, em cái nào nó lộn nữa, đánh vô mọi người, giờ đâu mình xịt khói, xịt khói. Xịt khói hai đàn luôn, cho ra hết luôn. Này mình chụp khó nó nổi chơi lúc mình chụp khó như này mình phải bảo đảm rằng là con chúa mình đã được nhốt cho kỹ rồi nha mọi người. Đó thì đang hai đàn em nó đang bắt đầu nó túa lại với nhau thì nó chỉ đồng mùi với nhau bằng cách mình chụp khó như này là nó chỉ đồng mùi với nhau mọi người. À, mình đang xịt cái trong nón này cho nó bay ra nè, nó về cái nón nón mà mình muốn nhập á. Xịt hết rồi gửi nó luôn.